khó, rồi tất cả những điều còn lại đều dễ hết nha quý vị. Thì mình dạy mình phải có lương tâm, tại vì mình dạy tới đó cái mình ngưng ngang xương đấy. Mỗi lần ta kêu là chị đánh giùm cha không dám đánh bolero không. Rồi bây giờ thầy cho thật chậm là cái điệu này, thầy đếm luôn cho em nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. Wow, đại cha cha là như vậy mà chỉ có phép đi bờ thôi. 78 original của mình nha. Rồi cái 78 là đi trước. Cái dễ nhất quý vị nha. Cổ vẫn chưa upgrade cái chân. Rồi bây giờ cổ đang ở đây nè, cứ nhớ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Cứ nhớ quán tính của em là bữa trước là 1 2 3 4 5 cứ go hết là 78 là thành công. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, khi mà mình có hai cái này mình được 70%, chỉ còn 30% lát cho cái chân nữa là mình complete nha quý vị. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
mình rồi đánh thiếu cái chân bay dẫn là work nha mấy vị. Rồi go hát, có upgrade lên khoảng 8 phút nữa là thầy đang hát cho cổ bài Vì Đó Là Em. Oh, Vì Đó Là Carol nè. Nha. Rồi thầy có lỡ xin vị. Nó cười rồi, Dr. Sunny. Dr. Sunny, rồi sau đấy con sắp giữa vô đó, mẹ sắp xong rồi. Cái last one là vô để tao mở cái đờn luôn cho mày. Nha. Mở luôn cái đờn chút nữa con đánh chung với thầy. 5, 6, 7, 8. 7, 8 là đi qua cái quán tính dẫn đánh. Nhớ đó, dạ, nhớ của đánh hư mà tôi mới giữ được cho lâu chứ không đánh hư là đã đi về mất đất rồi. Đó, thấy không được liền, thấy không? Lúc đầu nó hơi ngượng ngượng nhưng mà mọi thứ nó sẽ vô khuôn mặt hay quá của em. Đấy, lúc đầu nó gọi là sổ chưa ngay cái thôi của em. Tại cha cha là khó nhất, đàn ông mà còn sợ nó chứ mà. Quá hay luôn ha. Cái cao beo là nó mới cha cha chứ không có cao beo không thành cha cha đâu. Đó từ từ các em tập phát lên là ra cha cha. Hay chưa, hay chưa? Em còn đến 5-6 phút nữa cứ đánh điều đi rồi thầy vô bài nhạc. Trời ơi, quý vị biết cái cô này có mắc cười lắm. Mỗi lần mà thầy đổi lời cái cổ ha, cổ đánh trống, cổ sặc sụa, cổ tắt cái làn sóng của cổ. Dạ, em là diễn viên hài bị đuổi khỏi sân khấu 2 nha quý vị.
không thương chi những lòng mần. Turn on cái đàn keyboard dùm cho thầy. Ủa, con qua bộ bên đây mà. Con trình diễn bên đây mà. Con nhớ bộ trống không? Thầy chỉ lại cho con nha. Rồi con vô cái kit. Cái kit của con. Rồi, con vô cái kit của con là đây nè, để nè. Drum kit 198. Function 198 con. 198. Rồi. Đó, 198 là thầy mở vào là mình kìa. Đây, nếu vì không đánh được trống jazz. Rồi thì chào luôn Nguyên Trần nha, thì chào các em. Rồi thì chào luôn ca sĩ Giang Nguyễn nha. Em ơi, chị đang học cha cha, thầy ráng thầy mix cho chị cha cha. Rồi thì chào luôn Jessie Lê ở bên Canada nha. Bên Giang đã đại, rồi thì chào Nhật Hà. Quý vị disregard cái dù hồi nãy Michael Quỳnh, thầy xin lỗi. Tại lúc mà thầy dạy học thì thường cái tâm lý thầy dạy học thầy không có trả lời thư. Thì các em đuổi người ta ra là đúng rồi. Anh ơi, anh vô đây anh học thì tụi tôi cảm ơn. Tụi tôi chờ cái lớp này cả tuần nó lên. Thầy cứ chửi thẳng, đuổi người ta ra thì giúp giùm cho thầy. Thầy khỏi cái mắc cái nghiệp là thầy phải chửi người ta mà thầy đang tu hành mà thầy chửi đập mạ, đập má, đập anh, đập chị mệt lắm nha quý vị. Thông cảm cho thầy. Rồi bây giờ quý vị sẽ thấy em cứ đi qua không sao hết. Em rest chút xíu là em vô lại cái chân thôi. Em rest chút xíu vô là chân. Rồi bây giờ cháu sẽ thực hành bằng, thay vì cháu đánh trên bộ trống thì cái chân không tới, thì ở đây cháu sẽ đánh bằng cái phiên rồi ngón nha. Rồi của con là 1 1 9 8. Rồi. Ê, ở đây nè con. Con nhìn đây, con nhìn ở đây nè. Cái chân bay nè, thấy không? Chân bay nè, thấy không? Chân bay nè. Để trong khi thầy hát con đánh ha. Rồi, làm được không? Muốn tay trái hay tay mặt? Một cái tay trái tay mặt nè. Rồi engineer ở luôn trong set nha quý vị. Rồi thầy sẽ mở cái like của cháu lên. Rồi cháu nó sẽ ăn theo cái model của thầy. Đó, con làm được cái điệu râm rồi, con bay xem cái của thầy rồi con sẽ apply nha. Rồi, cho cái volume xuống, thầy mở bình cái dàn trống lớn cho con nha. Rồi, cho con hút enjoy nhạc nha. Rồi, bây giờ có trống rồi đó. Rồi, nó in ở bên kia bây giờ nè. Rồi, đánh thử cho thầy nghe. Rồi, bên kia chưa có mở. Nha, con vẫn đánh cái đó, thầy mở bên đây. Đúng là bên đây chưa có mở. Cái lại còn lại thứ hai rồi vô có rồi. Thấy chưa? Rồi. Hay không? Con đang đánh tấm điện nha. Ready chưa? Dr. Sunny ready chưa? I just want to be with you. I want to be with Sunny. Can I ask?
Dạ, à, hai anh em tụi em xin trình diễn quý vị một người đánh trống điện và em hát nha quý vị. Rồi các em mở lên thầy gì ta. Em cảm ơn mọi người cả. Trời ơi, ta đang nói chuyện với em cả. Cái điện thoại đâu? Đừng có quên điện thoại. Rồi thầy chào luôn thầy Nam Hùng. Thầy chào thầy Đức Đầu Bạc. Thầy chào con Kiến. Thầy chào ca sĩ Khánh Thùy. Thầy chào tất cả mọi người nha. Thầy chào Hằng Phạm Trụ. Nhiều quá chừng không em ơi. Không biết người ta đang tải mộ em nhiều quá chừng. Xin quý vị từ từ vô chứ làm gì là tôi sợ tôi không dám hát, không dám đánh trống, không dám làm gì hết. Rồi, con nghe này nè nha. Rồi thầy qua sẽ help con. Đây nè quý vị. Rồi, cái điệu nè con. Quay hai đứa luôn. Rồi từng chiều
Bây giờ cho cháu nó thoải mái quý vị, là nó được đánh là vui rồi quý vị. Mình làm bậc cha mẹ làm mình chơi thì nó cũng phải vô chơi với mình. Rồi. Rồi, cái khi mẹ em upgrade đây là đôi đũa em cầm cho đây. Quý vị, hồi nãy cô đã finish last step cuối cùng. Go back lại cho con tập lại một chút xíu về cái bồ la rồi quý vị. 1, 2, 5, 4, 5. À, thầy cầm cái nhịp 4, 5. Nhớ cái nhịp 4, 5 không? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5. Vậy bây giờ cha nó require thêm cái nhịp 4, 5 quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu mà cổ quên, cô go back. Khi mà quên các em reset, thưa chị Gina và các em phải reset lại cái bộ la rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Cứ reset cái chân lại sẽ đánh được cha. Cha có thể trên đây của xài đi qua form rumba và cha đây cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Thế quý vị, cha đi qua đường bộ la rồi. Đường rumba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bị ngại cái số 4 thì thả nó ra không sao hết. Rồi về nhầm có 7 màn mình vô. Còn nếu mà cầm lít nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Rồi cổ cầm lít thêm cái đó là cầm lít basic của cha nha. Chậm chút chút dùm cho thầy. Cô hát được rồi. Uống nước không con? Không. Ừ. Rồi chứ thêm cái nhịp 4-5 là em thành công thôi. Rồi thầy chào luôn chiến sĩ Lý Quốc Trung nha. Em vẫn đánh lại cái step của em số 1 rồi em mới gài cái 3 4. Em vẫn đánh lại cái loại nãy 1 2 3 4 5 6 7 8, mà khi em nhớ rồi bỏ thêm cái 4 5 nữa thôi. Cái chân bay á, còn cái này vẫn trở lại cái kia. Rồi thầy chào luôn trống sĩ Trúc Hồ. Ờ, 4 năm ở đó chứ không phải 4 năm. Cái tay kia nó vẫn function như cái reverse em start ra. Bây giờ tập cái mà không có 4 năm trước.
đọc cái không hồi nãy mình vừa mới hát 1 2 3 4 5 6 mà không có chân bay 4 5 thôi. Dạ. 4 5 mà chưa có 7 8 em qua hơi sớm nha, rồi tập lại không có sao hết. Rồi thì chào luôn ca sĩ Bolero Đào Anh Thư nha. Đó, em đủ đề tài rồi, bây giờ bỏ cái số 1 vô là em được 70%, bỏ thêm hai cái kia vô là em complete luôn cái system. Hai cái kia em đang confuse sao không biết bỏ vô. Rồi, bây giờ em đánh lại cái điều Bolero tự động nó vô à. À đó, 4 5 5 tự động nó cứ vô 5 5 tại vì cái điệu nó dẫn em vô về cha cha. Ừ. Không nhớ thì đánh một vài 3 phút bên đây trước. Thì nào, em đánh một vài 3 phút bên Bolero cho em nhớ trên 4 5. Đó, 1 2 3 4 5 6 cũng lên bật tung tung luôn, em lên tung tung luôn. Dạ. Em lên tung tung cho nó quen cái điệu là khi mà mình đánh cho nó quen cái chân là khi mà mình mượn cái chân của này qua trên da là tự động nó ra. Bây giờ thầy qua thầy hao cổ cái last step là thường á, mình cũng trở lại bây giờ đi từng step một với vị. Cái đầu tiên là quý vị sử dụng lại điệu Bolero trước, tại vì sẽ tập cái chân 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thì quý vị có cái tay này đi qua nó sẽ lên đi chăng, thay vì cái tay trái quý vị bây giờ cái tay này đi qua lên cái trái nó sẽ bị dướng đũa. Theo cái trường hợp dướng đũa là thầy nói gô hát nè, 1 2 3 4 5 6 7 8, mình đọc cái step của rumba trước để mình vào cái giai đoạn 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. Rồi tập chậm lại chút xíu không sao á, tại vì mình đang mượn đường của rumba để upgrade nó lên thành cha cha. 1 2 3 4 5 6 rồi 7, 6 rồi mới được qua 7 chứ chưa cần phải sao mình đã qua là mình sớm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi khi mình đã ready cái phần ở đây thì cái tay trái mình nó nhiệm vụ nó là cha cha từ đây nè quý vị. Coi nè, 1 2 3 4 5, đó cái step quý vị đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
thì mình cha cha nó quá hay thì nó require người ta phải giảm 3-4 tuần, nhưng mà thầy không có cố lấy tiền cổ, lấy cũng được nhưng mà lấy tiền mà mình cắn rất lương tâm, thành ra phải dạy chung một ngày để 7 ngày á, là 7 cái lesson của bộ tự học ở nhà một mình. Rồi bây giờ thầy làm chậm cho video cho quý vị coi nè. Trước hết tay nè, 1 2 3 4 5 6, rồi 7 8 là một tuyến nước cái start này mà không có chân bay nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi mix xuống cái chân của mình là 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1, có nghĩa là separate ra hết. Cái người này phải đạp được cái chân này và cái tay phải làm được, rồi lúc đó cầm bay vô chậm bay với slow motion này quý vị. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. Thấy không? 4 5 4 5 4 5. Rồi bây giờ thầy upload lên cái hình cũng mới thấy, còn nãy là cho nghe. Rồi bây giờ vừa 50% thêm cái model. Con ơi cho thầy mượn cái cuốn sách của mẹ đang ở trước mặt con đó con. Đó. Đó. Ê, cái đó tờ giấy, cuốn sách là something. Nó very thick, the first one. Cái kia mà con. Ừ, ngay cái chỗ tờ giấy đó con. Ngay cái chỗ tờ giấy. Mẹ lau mặt đó. Ừ đó, cái chỗ đó đó. Kia bên phải. Đó đó. Tại vì đó. Nó đang làm đó. Ừ, ngay tờ giấy lấy cái cuốn đó đó con. Rồi, bây giờ cổ đã có trước mặt cái đó, cổ sẽ nhìn thấy điều cha cha. Còn hồi nãy là ngày thầy cho ví dùa là thầy biết cổ đánh được bolero như thế vậy. Dạ, dạ ngày hôm nay chúng em không bán sách mà em bán mỹ phẩm nên nó được, nó bán chừng mắng rồi, cuốn sách. Rồi bây giờ mình vô ngành luôn quý vị. Đây, cổ có trước mặt cái này, thầy mới chỉ cho dễ. Rồi bốn cái của em, 1 2 3 4 đây, thì cái hàng hay là 7 8 là cái thom thom của em đây, thì cái hàng trên em nhớ nó đi cho hai cái nè, 1 2 3 4, có nghĩa là tới 4 5 là em chỉ còn hai cái step này cuối cùng của em hết. Rồi giờ tập cái hàng trên trước nha, hàng trên là 4 cái, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
không thì xài tiếng miệng tiếng men nó không ổn được, nó hay ngượng thôi, thì nói tiếng mẹ đẻ. Nói như kiểu Sunny Việt Nam nói cái gì 1 2 3 4 5 6 7 tâm dế, nó không phải tâm dế, nó nói mà thầy sợ. Ở Việt Nam nói cái gì 1 2 3 4 5 rồi 1 2 4 5 đó vị, tiếng em dễ thương lắm, em mới đẻ ra thành ra coi nè vị, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 nó tự động em lên nha, tới 7 8 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rồi thầy require cũ reset ở đây thì đợi cái này về nhà mình học thêm nha, reset lại cho được cái cha cha là đánh cái hàng trên thôi, cowbell và symbol của hai hát với một cái bài thôi, skip cái này về nhà là tự động là mình sẽ có nhiều thêm thì giờ nha quý vị. Rất go hát với cái top line và cái second line, quay cho cái đó khi tuần tới thầy sửa liền, rồi go hát nha, là mình khơ cái đó được liền nha quý vị. Perfect như đó thôi, nhưng mà giờ phải đánh lẹ trời ơi, có hát gì mà Trường Vũ đó, ủa sao kêu tên em mà dài như vậy, cô đánh cha cha mà đánh nó vậy, Trường Vũ. Nghĩa là cổ này là cha là nó quá dài, có nghĩa là khi ta hát cha không cần biết cho đánh cha cha kiểu đó là chắc chắn người ta rồi, cô hát em học là phải vui rồi, cô hát không sao hết. Ồ, anh nhớ được rồi không, nghĩa là chỉ cần một bay đầu tiên thôi nha. Nhầm
cứ đánh sai mình đánh lại, mình đánh lại hoài riết cái nó quen cái tay quen chân hết.